Hello everyone and welcome to Sunflower Library. Today we are very happy to introduce to you to the story The Hare and the Tortoise. Xin chào các con, chào mừng các con đến với Sunflower Library, thư viện sách Sunflower. Hôm nay chúng ta sẽ cùng kể về một cái câu chuyện rất là thú vị, và các cô giáo đầu tiên chắc rằng khi con nghe đến tên và tiếng Việt của câu chuyện này, các con đã có một lần nào đó con đã lắng nghe câu chuyện này rồi, và chúng ta có thể học được những điều gì từ câu chuyện này, và liệu con có thể đọc được câu chuyện này nếu như mà con có thể đọc với tốc độ riêng của mình hay không. Okay, so at the end of this lesson, I hope that you can understand and read out loud the story. Cô giáo rất hy vọng rằng đến cuối sau khi con học xong bài học này, con sẽ có thể đọc được câu chuyện, và con sẽ ta không những đọc được con không những đọc và hiểu câu chuyện bằng tiếng Việt, chúng ta có thể đọc được câu chuyện bằng tiếng Anh. Ok, rồi các con, chúng ta việc đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ nghe qua cái câu chuyện này bằng tiếng Anh, rồi chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những từ vựng có trong bài câu chuyện này là gì, và chúng ta sẽ cùng đoán ra một số nghĩa của các từ, cũng như là chúng ta hiểu nhiều hơn về nghĩa của từ nhé. Ok, let me see. Alright. Và trong khi các con nghe thì con hãy đoán cho cô giáo xem chúng ta có một số màu xuất hiện ở đây đúng không nhỉ? Ví dụ ta có màu tím này, chúng ta có màu đỏ này, chúng ta có màu đây, con nhìn có màu xanh, chúng ta có màu steel là màu cam đậm đây đúng không nhỉ? Thì theo con thì những cái màu đó thì nó chỉ cho nó là có cái sự khác nhau nào khi chúng ta đọc khi chúng ta thấy những cái từ này nó lại khác nhau như vậy. Ok, the hare and the tortoise. One day the hare was boasting to his friends about his speed. I challenge anyone here to race with me, he said. To the hare's surprise, the tortoise said, I accept your challenge. Don't be silly, said the hare. I can run circles around you and still win. Save your boasting until the end of the race, warned the tortoise. Are you ready? The course was set, and the race began. The hare moved quickly into the lead. He laughed over his shoulder at the tortoise's slow pace. The hare sped away when he could no longer see the tortoise. He began to run lazily. I might as well take a nap, he said to himself. If the tortoise overtakes me, I can always catch up and win the race. Meanwhile, the tortoise plodded on at a slow and steady pace. He quietly passed to the hare, but did not stop to rest. When the foolish hare woke up from his nap, he didn't see the tortoise anywhere. So he raced to the finish line, but found that he was too late. The tortoise had already won the race. Slow and steady wins the race. Ok, đó là những từ mà chúng ta sẽ thấy sẽ xuất hiện trong bài của chúng ta đúng không nhỉ? Let me see. Ok. Chúng ta sẽ có các từ, và các con sẽ cùng các con, nếu như các con để ý thì chúng ta thấy từ là màu tím thì nó sẽ tương đương với danh từ đúng không? Từ là màu tím tương đương sẽ là danh từ này, từ là màu đỏ sẽ là động từ, từ là màu xanh sẽ là tính từ, và từ là màu cam sẽ là trạng từ, được không? Rồi chúng ta sẽ đi cùng đi bắt đầu từ các từ nào. So we have the word. Okay. Hare chính là con thỏ. Con nhìn thấy tranh ở đây, chúng ta thấy có một chú thỏ. And the word tortoise, đó là con rùa, đúng không? Okay, so we have the word one, là một, đúng không? Day là ngày. Alright, the hare chúng ta vừa biết đó là chú thỏ rồi, đúng không nhỉ? Và chúng ta có cụm từ boasting là từ boasting nghĩa trong tiếng Việt của chúng ta là nói quá lên, nói khoác lác, đúng nhỉ? And we have the word friends là người bạn, bạn bè, đúng không? About có nghĩa là
về, và speed có nghĩa là tốc độ. À, chúng ta có vẫn thường có một cái định nghĩa đó là gì nhỉ? Chạy nhanh như là thỏ đúng không nhỉ? Còn chạy chậm như là rùa. Và bạn rùa ở đây, bạn thỏ bạn đang làm sao nhỉ? Bạn đang rất là tự hào cách quá đáng về cái tốc độ của mình đúng không nhỉ? Và đang khoe cái điều đó với những người bạn khác. Và thậm chí là bạn rùa bạn ấy còn nói là gì ạ? Challenge là thách thức hoặc là thử thách. Tôi thử thách, tôi thách thức, đúng không? Anyone, bất cứ một ai, bất cứ một người nào. Here có nghĩa là ở đây. And race là động từ có nghĩa là chạy đua, đúng không? With me là với tôi. Say it là bạn ấy nói, anh ấy nói. Tức là bạn rùa đã nói như vậy. Và ta có là to the hair, surprise, surprise. Là ta có từ surprise có nghĩa là ngạc nhiên. Với cái sự trong cái sự ngạc nhiên của bạn thỏ đúng nhỉ? Thì có một bạn đã lên tiếng, đó là bạn tortoise, là bạn rùa của chúng ta đúng không? Bạn rùa đã nói là I accept, là bạn ấy đã chấp nhận đúng nhỉ? Bạn chấp nhận thử thách, thách thức của bạn rùa. Và chúng ta cùng xem phản ứng của bạn thỏ và bạn rùa tiếp theo như thế nào nhé. Bạn hare chúng ta vẫn biết là bạn thỏ đúng không nhỉ? Bạn thỏ nói rằng là gì? Don't là đừng, không. And silly là ngớ ngẩn, đừng có ngốc nghếch như thế, đừng có ngớ ngẩn như vậy nhé. Alright, I can run là tôi có thể chạy. Circles là chạy vòng tròn, tức là chạy hàng vòng. Around là xung quanh. Around, sợi chạy hàng vòng xung quanh, xung quanh bạn. Still và vẫn còn. Win là chiến thắng. Ở đây câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể chạy hàng vòng xung quanh bạn mà tôi vẫn có thể chiến thắng được. Như vậy bạn thỏ vẫn đang rất là gì? Đang tự tin về cái khả năng, cái tốc độ của mình đúng không? Về speed của bạn đó. Và bạn rùa đúng không nhỉ? Warn là cảnh báo. Bạn rùa đã cảnh báo rằng save là tiết kiệm hoặc là hãy giữ lấy cái lời. Boasting là lời khoe khoang của bạn. Until the end of the race là ta có từ until là cho đến khi đúng không nhỉ? Cho đến khi kết thúc của cái cuộc đua này. Và bạn rùa cảnh báo như vậy. Và bạn rùa đã hỏi chắc chắn luôn bạn thỏ là are you ready? Bạn đã sẵn sàng cho cuộc đua chưa? Ok. And the next one, course là khóa. Và đây ta dịch là đường đua thì đã được thiết lập đúng nhỉ? Khóa học đã trong trường hợp này ta sẽ dịch là vòng đua, cuộc đua thì đã được thiết lập và cuộc đua began là bắt đầu. Và the hare move, ta có từ moved có nghĩa là di chuyển. Quick có nghĩa là rất là nhanh. Có nghĩa là bạn rùa thì bạn thỏ di chuyển rất là nhanh. Into the lead là ở vị trí dẫn đầu đúng nhỉ? Thì trong hai bạn thì chắc chắn với tốc độ của bạn thỏ thì bạn ấy sẽ đi nhanh hơn đúng đúng không các con? Sau đó chúng ta có là he là bạn ấy. Laughed là cười đúng nhỉ? Laugh over là cười to lên. Shoulders là cái vai của chúng ta đúng không nhỉ? Và ở đây có nghĩa là gì? Bạn này bạn ấy làm sao nhỉ? Bạn ấy cười, bạn ấy chế nhạo cái tốc độ rất là chậm đúng không nhỉ? Slow có nghĩa là chậm và pace là tốc độ. Cái tốc độ của bạn ấy cười vào cái tốc độ của bạn rùa và bạn bảo rằng là gì? Bạn ấy nghĩ bụng rằng là gì nhỉ? Còn lâu bạn rùa mới đuổi, mới đi đến được cái chỗ của mình đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có động từ là sped. Sped away nghĩa là tăng tốc
đẩy nhanh cái tốc độ của mình lên. Bạn thỏ thì tăng tốc when, là đến khi mà bạn ấy could no longer, là no longer, cụm từ no longer là không còn, đúng nhỉ? Và đến khi mà bạn ấy làm sao? Không còn nhìn thấy, không còn nhìn thấy bạn rùa ở đâu nữa, đúng nhỉ? Có nghĩa là bạn ấy đi với tốc độ rất là nhanh và bạn ấy tự tin rằng mình đang là người chiến thắng, đúng nhỉ? He là tiếp tục, began là he là bạn ấy, began là tiếp tục, run là chạy, và lazily là một cách lười biếng thôi. Khi mà bạn ấy chạy xa, bạn ấy không nhìn thấy bạn rùa đâu, đúng không? Thì bạn ấy lười biếng, nghĩ bụng rằng là à, mình chạy này là cách xa bạn rùa rồi, và mình và bạn thậm chí bạn ấy còn nghĩ một điều nữa là might là có thể, as well là thậm chí là mình còn có thể take a nap, là mình còn nghỉ một lúc đi, mình còn ngủ một tẹo đi. Ok, và he said to himself là bạn ấy nói với chính bạn đó, nói với chính mình. Right? Và bạn ấy nói với chính mình nữa là if the tortoise overtakes me, là nếu như bạn tortoise chúng ta vẫn biết nghĩa là bạn rùa đúng không? Overtakes là vượt, đúng nhỉ? Vượt qua me là tôi, vượt qua mình. Bạn ấy nghĩ bụng, bạn nghĩ trong đầu là nếu như mà bạn rùa có vượt qua mình ấy, I can always, là mình sẽ luôn luôn là catch, là mình sẽ luôn luôn bắt kịp, và mình chắc chắn là mình sẽ giành chiến thắng trong cái cuộc đua này, đúng không? Nhưng liệu những suy nghĩ của bạn rùa có chính xác là như vậy không? Trong khi bạn thỏ của chúng ta nghỉ ngơi, đúng không nhỉ, thì bạn rùa meanwhile là khi đó, trong khi đó thì bạn rùa vẫn đang plot, vẫn đang nỗ lực, đúng nhỉ, vẫn đang chạy. Slow là chậm, and steady là ổn định, và pace là tốc độ. Như vậy cả cái câu này chúng ta sẽ dịch là trong khi đó thì bạn rùa vẫn tiếp tục với cái nỗ lực, những cái cố gắng của bạn với cái tốc độ rất là chậm và ổn định như vậy, đúng nhỉ? Và vì là bạn, trong khi bạn thỏ thì cứ ngủ và bạn rùa thì vẫn tiếp tục cố gắng, vẫn liên tục cố gắng, thì he quietly là bạn rùa đã làm sao? Lặng lẽ, pass là vượt qua bạn thỏ, but did not stop là nhưng bạn ấy này không dừng để nghỉ ngơi, đúng nhỉ? Và bạn ấy vẫn liên tục cố gắng, bạn ấy tiếp tục cố gắng. Và khi mà bạn thỏ thức dậy, khi bạn thỏ với những cái suy nghĩ rất là trẻ con rằng là mình chạy nhanh rồi, mình nghỉ một chút rồi, bạn bạn rùa sẽ không vượt qua được mình đâu, đúng nhỉ? Bạn ấy thức dậy và bạn woke up from his nap là thức dậy từ cái giấc ngủ của bạn ấy, thì làm sao? Bạn ấy see là nhìn, he didn't see the tortoise anywhere. Và ta có từ anywhere là bất cứ nơi nào. Bạn ấy không nhìn thấy bạn rùa bất cứ nơi nào. Và bạn ấy làm sao? Vì thế làm sao? Bạn ấy raced, là bạn ấy chạy đua, bạn ấy chạy đến 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 đích. That found that. Nhưng bạn ấy nhận ra rằng là it was too late. Too là quá và late là muộn. Có nghĩa là đã quá muộn rồi và bạn 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 rùa đã giành chiến thắng, đúng nhỉ? The tortoise had already, already là đã won, là thắng. The race là cuộc đua này. Và một bài học được rút ra trong câu chuyện này của chúng ta đó là slow and slow là chậm, steady là ổn định, wins là giành chiến thắng, the race. Như vậy chúng ta có một cái điều chúng ta được rút ra đó là gì? Mặc dù chúng ta chậm nhưng chúng ta liên tục cố gắng thì chắc chắn chúng ta sẽ về đến đích của mình. Trong câu chuyện này thì các con thấy rằng giữa câu chuyện rùa và thỏ, chúng ta thấy là có rất là nhiều điều chúng ta có thể học được từ câu chuyện này, đúng không? Chúng ta hãy liên tục cố gắng, chúng ta hãy nhớ đến tiếng Anh, chúng ta hãy nhớ đến những cái từ tiếng Anh mà gần gũi, quen thuộc với các con, và con hãy nghe nhiều hơn, con hãy đọc cái từ đấy nhiều hơn, con đọc văn bản nhiều hơn, thì cô tin chắc rằng việc học của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và cô có một thử thách dành cho các con như sau. Các con sẽ
Các con sẽ vào trang web của cô giáo, và cô đã để vào trong web và ở trên YouTube thì cô giáo đã để cô giáo đã đọc Here. câu chuyện này. Cô giáo đã đọc câu chuyện này và cô giáo rất mong là các con sẽ nghe lại câu chuyện, đúng không nhỉ? Nghe lại câu chuyện, và cô giáo đã để chữ, để những cái dòng chữ. Cô giáo đã để những cái dòng chữ phía dưới và các con sẽ đọc theo cái từ mà cô giáo đã để ở đây. Sau đó các con sẽ làm thêm cho cô một việc nữa là cũng trên trang web thì cô cũng đã để cái câu chuyện này, nhưng cô không để tiếng của cô nữa mà cô sẽ để cô sẽ bỏ cái tiếng của cô đi và cô muốn các con sẽ là người sẽ đọc cái câu chuyện này và các con sẽ gửi lại cho cô trên trên page của Sunflower Library, và cô giáo rất rất hy vọng rằng câu chuyện này sẽ có ý nghĩa với chúng ta và các con sẽ có thể học tiếng Anh với câu chuyện The Hare and the Tortoise và nhiều điều thú vị khác sẽ đến với chúng ta với việc học tiếng Anh của chúng ta. Xin cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong những buổi học lần sau. Thank you and goodbye.